Không biết các bạn mà đã lập gia đình rồi thì có hay giống như vợ chồng mình không? Đó là vợ chồng mình hay nỗ lực, rất là nỗ lực kiếm tiền và hay thi với nhau là xem ai có trị giá hơn ai. Và hiện tại thì chồng của mình đang trị giá hơn mình, anh ấy đang có trị giá 3 tỷ, còn mình thì đang có trị giá 2 tỷ. Và cái trị giá này được tập đoàn tài chính Manulife, thuộc tập đoàn tài chính Manulife Financial của Canada chứng minh là đó là điều chắc chắn. Tức là khi bạn đó bạn trị giá cái gì thì bạn phải biết rằng là những cái trị giá đó của bạn nó phải được tập đoàn tài chính chứng minh và nó phải là sự chắc chắn. Tại vì sao? Nếu như bạn nói là trị giá của tôi 3 tỷ bằng cái ngôi nhà, cái mảnh đất đó, nhưng mà cái mảnh đất đó là ở cái thời điểm đó, còn cái lúc mà bán ra thì cái giá trị nó lại khác đi. Và bạn nên nhớ rằng là những cái thứ mà bạn đang hiện diện nè, bạn đang có, chưa chắc nó đã là tài sản. Tại một khi nào đó, ví dụ như bạn đổ bạn xuống một cái, thì tất cả tài sản từ đất, từ nhà, từ xe, từ cổ vẫn có thể bán đi như thường và đều thể vô sản. Đó, vì thế thì vợ chồng mình luôn nỗ lực, tức là ngoài những cái tài sản mà mình, vợ chồng mình đang sở hữu ra, thì cái vợ chồng mình chỉ nỗ lực thi đua và cố gắng hơn nhau ở cái trị giá sinh mệnh. Đó, và các bạn nghĩ đi, mới có 2 tỷ, 3 tỷ thì nó chưa bằng một cái mảnh đất, đúng không? Cái trị giá sinh mạng của mình nó cũng chưa bằng một mảnh đất hay một căn hộ ở thành phố nữa. Mà trong khi đó vợ chồng mình tới 4 em bé thì cái trị giá sinh mạng nó phải càng cao thì nó mới đáp ứng được nhu cầu. Vì thế vợ chồng mình luôn hướng tới là người đàn ông, người phụ nữ trị giá chục tỷ, trăm tỷ, nghìn tỷ. Và bằng cách nào? Tất nhiên là bằng cách tham gia bảo hiểm nhân thọ. Và làm sao để có thể được trở thành như vậy? Liên hệ Nga, Nga ở tập đoàn tài chính Manulife Việt Nam sẽ hỗ trợ bạn để bạn là một người phụ nữ và hay là một người đàn ông đáng giá nhất và có trị giá cao nhất. Bạn nghĩ đi, bạn quyết định như thế nào? Bạn muốn mình đáng giá bao nhiêu? Hay là mình còn không bằng con gà đã làm thịt, cũng không bằng lon nước ngọt sau khi uống xong mà bán đi vẫn còn có giá trị?